Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Toyota Altis 2010 máy 2.0. Cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới anh em là dòng sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây là dòng mã nó sẽ chạy 4 van điện. Là 4 chân bắt và 2 van, một van cảm biến ở phía trên mặt bích lốp và một van đuôi. Đây là đời van điện thân ngắn. Đây là hai cái mặt bích để chúng ta bắt đường ống điều hòa vào này, mặt bích đường hạ, mặt bích đường cao này, và đây là buli của đầu lốc. Cái lốc đời này thì nó điều khiển 100% bằng van điện này và van cảm biến này. Đây chính là cái con ốc để chúng ta xả bọ và châm thêm dầu. Đây, lốc được bắt với động cơ qua 4 chân, xuyên qua thân, 2 chân dưới, 2 chân trên. Đây, anh em cùng xem qua một vòng nhé. Máy doanh cao cấp nha anh em nhé. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.